không để cho quý anh chị em đợi lâu. Bây giờ mình sẽ thử lực hút trực tiếp máy hút bụi công nghiệp 3 pha HC400 của hãng HyClean. Đầu tiên, bật công tắc lên. Giờ sẽ tiếp tục thử với lực hút cát, hút sỏi cũng như là bụi ở trên mặt đất này. Mình đã review cũng như là giới thiệu mẫu máy hút bụi chuyên dụng HC400 cho nhà xưởng, kho hàng cũng như các nhà máy xí nghiệp và test lực hút thực tế. Nếu quý anh chị khách hàng, quý anh em có nhu cầu về máy hút bụi công nghiệp hãy liên hệ với HyClean. Chúng tôi sẽ hân hạnh được phục vụ và tư vấn cũng như bàn giao máy tại xưởng cho quý khách. Xin cảm ơn.